Biên kịch Uông Hải Lâm tiếp tục thách thức Tiêu Chiến, mời đích danh Studio cùng nhau kiểm tra trốn thuế. Liệu Studio của Tiêu Chiến có chấp nhận lời khiêu chiến này từ phía biên kịch Uông Hải Lâm hay không? Từ lâu Uông Hải Lâm đã được cho là mối quan hệ không hề tốt đẹp với Tiêu Chiến, mặc dù chưa từng hợp tác. Vị đạo diễn này luôn tỏ thái độ mỉa mai, không công nhận tài năng và thành tiệu của nam diễn viên, cho rằng Tiêu Chiến chỉ được xếp vào hàng lưu lượng, chứ không phải nghệ sĩ thực thụ. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của ngành giải trí Trung Quốc tổ chức thanh lọc, ra soát nghiêm ngặt để chấn chỉnh lại ngành công nghiệp giải trí nước nhà. Lúc này có nhiều ý kiến cho rằng, những công ty nhỏ hoặc studio do nghệ sĩ thành lập mang nhiều nguy cơ trốn thuế, không chấp hành theo pháp luật. Phòng làm việc của ông Hải Lâm cũng nằm trong danh sách bị tình nghi trốn thuế được dân mạng liệt kê. Lúc này một người hâm mộ của ông Hải Lâm bất ngờ nhắc đến Tiêu Chiến, cho rằng ông Hải Lâm không hề sợ việc điều tra. Trả lại người này cho rằng Tiêu Chiến không chịu nổi điều tra. Trước lời kêu khích, Uông Hải Lâm đã đăng hẳn một bài viết lời studio của Tiêu Chiến vào vụ việc. Cụ thể Uông Hải Lâm chia sẻ, và đã thông báo tất cả thông tin công khai và tôi sợ rằng thư trả lời của tôi sẽ bị chặn. Tình hình thu thập và thuế của tôi có thể được kiểm tra và xem xét bất cứ lúc nào và tôi xin chân thành mời studio của Tiêu Chiến cùng chấp nhận việc điều tra thu nhập và thuế. Tôi sẽ đồng hành cùng các bạn bất cứ lúc nào. Phía dưới Uông Hải Lâm chia sẻ lại lời kêu khích của fan như sau. Studio của Tiêu Chiến có dám công bố cơ cấu cổ phần và các nguồn tài trợ không? Có dám công bố tình hình thu thập và thuế của năm qua hay không? Nếu Uông Hải Lâm công bố tình hình thu nhập và thuế, Tiêu Chiến có dám hay không? Studio của Tiêu Chiến hành lập năm 2019, sau khi nam diễn viên trở nên nổi tiếng như vai diễn trong bộ phim Trần Đình Nệnh. Từ đó tới nay, công ty hoạt động khá tốt, cả Tiêu Chiến và Studio cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và từ thiện. Ngay sau khi các bộ phận liên quan phát động chiến dịch thanh lọc ngành giải trí, Tiêu Chiến cũng đã tích cực hưởng ứng, đồng thời đưa ra lời kêu gọi. Tôi hy vọng người hâm mộ có thể giao tiếp với nhau một cách văn minh, cùng nhau xây dựng bầu không khí hòa hợp để nền văn minh hơn. Hiện tại vẫn chưa rõ lời kêu khích của ông Hải Lâm đã được studio của Tiêu Chiến biết được hay chưa, nhưng người hâm mộ tỏ ra không mấy hài lòng. Bởi nãy năm đạo diễn đã nhiều lần mỉa mai Tiêu Chiến, kéo nam diễn viên vào những ồn ào không đâu. Mặt khác, fan cũng tin tưởng studio trong sạch và hoàn toàn không có vấn đề gì nếu chấp nhận lời kêu khích này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.